Dạ vâng ạ, con kính bạch hòa thượng ạ. Mấy ngày vừa qua thì trên mạng xã hội có lan truyền một clip ghi lại hình ảnh chư tăng của một ngôi chùa đi khất thực và các Phật tử nhân dân thì dâng cúng dường cho chư tăng có hoa quả, vật thực và cả tiền nữa ạ. Và chư tăng đã thọ nhận sự cúng dường đó, và xung quanh việc chư tăng nhận tiền cúng dường này thì có rất nhiều những bình luận khác nhau ạ. Và có người thì cho rằng việc chư tăng nhận tiền cúng dường là rất bình thường và hợp đạo lý, nhưng có người lại cho rằng việc đó là phản cảm ạ. À, vậy thì với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực Ban Phật giáo quốc tế, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh và là trụ trì của chùa Đại Giác, thì con kính thỉnh trên hòa thượng sẽ cho chúng con xin ý kiến về việc này ạ. Con kính thỉnh trên hòa thượng ạ. Về việc này thì thầy có ý kiến như sau. Chư tăng đi khất thực là truyền thống Phật giáo có từ ngàn xưa, thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Đức Phật còn tại thế, ngài cũng như các đệ tử cũng đi khất thực và được sự dâng cúng của toàn thể nhân dân đến Đức Phật, và Đức Phật thọ nhận sự cúng dường của quần chúng và cũng được quần chúng rất hoan hỷ trong sự cúng dường đó. Về vấn đề cúng dường Đức Phật, các Phật tử hàng ngày chuẩn bị tất cả những cái thức ăn, thuốc men, y áo, các cái phẩm vật cũng như các cái tài sản, ruộng vườn đất đai, tịnh xá tịnh thất cúng dường vân vân cúng dường lên Đức Phật. Khi Đức Phật và chư tăng thọ nhận những phẩm vật cúng dường đó, dân dân rất hoan hỷ vui mừng, và đó là những cái phước báo lớn mà dân dân và cúng dường đã được thọ hưởng. Thứ ba, về sự cúng dường, các Phật tử cúng dường trước chư tăng là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, và chư tăng thọ nhận sự cúng dường đó là hoàn toàn hợp pháp theo luật dân sự. Về việc cho biếu tặng phẩm vật tài sản, vấn đề này không vi phạm luật pháp của nhà nước. Vì vậy chư tăng thọ nhận những phẩm vật cúng dường của Phật tử để nuôi dưỡng tăng đoàn, xây dựng chùa chiền làm nơi tu học cho Phật tử, làm công tác từ thiện xã hội, đó là vấn đề hoàn toàn hợp pháp, không có gì sai trái.